Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này tỉnh Hà Giang đang được tiếp đón rất nhiều khách du lịch đến từ trong nước và quốc tế về tham dự lễ hội chợ tình Khâu Vai. Và hôm nay tôi sẽ kể với quý vị và các bạn về truyền thuyết chợ tình Khâu Vai. Có thể rất nhiều người chúng ta chưa để ý, chưa được nghe, chưa được biết. Sự tích chợ tình Khâu Vai bắt nguồn từ truyền thuyết về chàng Ba Nàng Út. Chàng Ba là người dân tộc Nùng, nhà ở Khâu Vai, khôi ngô tuấn tú, hát hay, thổi sáo giỏi, nhưng nhà lại rất nghèo. Còn cô Út rất là xinh đẹp, là con của một tộc trưởng người Giấy. Hai người yêu nhau, nhưng gia đình cô Út không đồng ý vì chàng trai quá nghèo và khác dân tộc, không cùng con ma, không cùng dân tộc, không cùng phong tục tập quán. Con trai người Nùng không thể lấy con gái người Giấy làm vợ. Chàng và nàng cùng nhau trốn lên rừng trên hang núi Khâu Vai để sinh sống. Gia đình họ tộc cô gái vác súng kíp, cung nỏ sang nhà trai, chửi mắng chàng Út phá lệ đưa cô gái lên rừng. Gia đình nhà trai cũng mang gậy gộc, súng, dao ra chửi bới bên nhà gái. Từ hang núi nhìn xuống cảnh máu chảy đâm chém nhau giữa hai họ, thương cha, thương mẹ, thương dân bản họ hàng hai bên, bỗng trở nên thù hận nhau chỉ vì tình yêu của mình, nên chàng trai và cô gái đã quyết định chia tay nhau để về làng và thề kiếp sau sẽ thành vợ thành chồng. Ngày họ chia tay chính là ngày 27 tháng 3 âm lịch. Người dân trong vùng lấy ngày đó làm ngày họp chợ ngày nay. Khi đôi trai gái chia tay nhau, họ đã cắt máu ăn thề. Dù không lấy được nhau, nhưng mỗi năm cứ đến ngày 27 tháng 3, họ lên Khâu Vai hát cho nhau nghe, kể với nhau những thầm kín ấp ủ trong lòng. Trong suốt một năm xa nhau, họ tâm tình ca hát hết đêm, rồi đến hôm sau lại trở về với cuộc sống thường ngày. Ngày cuối cùng của cuộc đời, họ lại đến với nhau tại chợ tình Khâu Vai. Họ tìm đến gốc cây rừng và ngồi bên hòn đá đã thề năm xưa, ôm chặt nhau cùng nhau đi về cõi vĩnh hằng. Họ ra đi cũng đúng vào ngày 27 tháng 3 âm lịch, ngày mà năm nào họ quyết định chia tay. Dân làng đã dựng hai miếu thờ, đó là miếu bà và miếu ông, ngay chính nơi họ đã mất, để tưởng nhớ về mối tình của đôi trai gái. Khâu Vai là phiên chợ tình nổi tiếng có 102 ở nước ta, thậm chí còn độc đáo và hiếm có trên toàn thế giới. Từ chiều 26 tháng 3 âm lịch, từ khắp các nẻo đường chênh vênh trên núi đá cao, những người dân trong trang phục của dân tộc mình đã ríu gian rộn ràng xuống chợ. Những người ở bản xa cách chợ tình Khâu Vai những quả núi, con suối đã đi từ rất sớm. Khách du lịch chen lẫn với chàng trai cô gái, người Mông, người Giấy, người Lô Lô như chảy về xã Khâu Vai. Mặc dù núi cao, đá tai mèo, suối sâu và những đoạn đường cua tay áo đầy nguy hiểm, nhưng họ vẫn náo nức đến với đêm chợ tình Khâu Vai lãng mạn, thăng hoa, mỗi năm chỉ có một lần. Tất cả đều cùng hướng về chợ tình, hướng về người mình đã yêu, đang yêu và sẽ yêu, như hướng về một nghi lễ thiêng liêng, trọng đại nhất. Khi ông mặt trời khuất sau mỏm núi phía tây, sương giăng mù trời, những đống lửa lớn được đốt lên, những can rượu lớn được mang ra là lúc đêm chợ tình Khâu Vai bắt đầu. Đêm nay đôi ta ngồi đã muộn, gà gái dục 9 năm 16 tiếng. Đôi ta không có lòng thì thôi, có lòng thì hãy mau mau cất lên giọng. Có tiếng cô gái đáp lại, giờ này trời đã về khuya, sao đã lượn vòng đổi ngôi, sương đã phủ trắng, em chỉ biết mình anh nhưng chưa biết tim anh. Những lời tỏ tình mộc mạc và dễ thương đã được những đôi trai gái trong đêm chợ tình thổi vào tình yêu chân thật như chính cuộc sống của họ.